Hôm qua thì mình bán hết cá sấu mini rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ câu lại ha. Oh my god, đường cá sấu mini các bạn ơi. Ui, có nhiều bạn hỏi mình là mẹo để mà câu cá sấu mini ha. Thì mẹo của mình là tự mình mở tiệc ra nha các bạn. Xong các bạn tới câu thì tỷ lệ ra cá sấu mini rất là cao luôn á. Hồi bữa giờ mình câu cũng khoảng đâu chục mười mấy con rồi đó các bạn. Đấy, mới sáng này lên được mà 3 con rồi. Con này con thứ 3 nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi đi nha. Đây 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 đây, đó, 3 em cá sấu mini, 2 em vương miện nha các bạn. Với 2 em cá sấu lớn đó kìa, 2 cá sấu lớn có vương miện luôn. Cá sấu không vương miện cũng 2-3 con luôn. Ui, đó là mẹo của mình đó các bạn. Hôm nay team mình lại tập trung để bắt cua nha mọi người. Để mình kiếm một nhà anh oppa Hàn Quốc thì tham quan thử nha các bạn. Nghe nói là nhà bạn oppa này có một cái công viên rất là đẹp ở trên bầu trời luôn ha. Mới vào là được chưa câu chưa rồi này. Wow, nhà này 2 triệu sao luôn mọi người. Chắc là trên kia xây đỉnh cao lắm á, mới lượt lên 2 triệu sao như vậy đó. Chỗ này thì mình chỉ cần đứng thôi là nó sẽ đẩy mình lên kia ha. Rồi, hình như nhà này có một cái mê cung ở trên đỉnh nữa thì phải. Tới đây thì mình sẽ chạy marathon lên kia ha. Mà mình không quên là thả xa cho chủ nhà nữa các bạn. Ui, chạy bắn khói luôn các bạn ơi. Rồi, mình thấy được cái thảm ở trên kia rồi. Đây, ở trên này có một cái công viên nước thì phải các bạn. Ui, cái cửa, cái cổng vào nè. Ui, lại được trượt ống nữa các bạn ơi, đã quá ha. Ui, dưới kia là công viên nước kìa, có mấy cái thác đồ các kiểu kìa. Ủa, nhưng mà mình có đi xuống đó không ta? Như là không hay sao ấy, là đi lên nè. Cái thảm này là nhúng mình đi lên phía trên các bạn ơi, lên phía trên luôn rồi. Rồi, tới đây, chủ nhà mình không cho mình chơi chỗ công viên nước kia luôn. Tới đây lại có mấy cái trục quay chân trống để mà đẩy mình lên trên kia luôn thì phải các bạn. Đẩy mình lên phía trên kia luôn ấy. Ui, ui, ai da, ai da. Ai da, trời ơi, đẩy một đám lên luôn kìa các bạn ơi. Ui là trời, ui nó đẩy nhanh như vậy. Ôi, mình không cần di chuyển luôn này các bạn. Ui, đã ghê các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ đi xuống đây nữa nè. Ôi, lại có mấy cái thảm nhúng nữa. Nhà này mà các bạn không vào chơi một lần thì tiếc lắm ha. Cảm giác đã lắm các bạn. Rồi nhảy một hồi mình từ sáng tới tối, từ tối tới sáng luôn các bạn ơi. Nhảy nhanh thì á. Ui, bên kia có một cái màu trăng màu đỏ đỏ vàng vàng đẹp ghê các bạn. Đây, giờ mình sẽ đi qua tới mấy cái cầu này nha. Mấy cầu này mẹo nhảy là các bạn phải ra tới ngoài đỉnh cầu á, rồi mới nhảy lên phía trên được. Hơi đi chậm chậm một xíu nha các bạn, đi lố là té xuống dưới kia luôn. Rồi tới nơi rồi nè, có một bức tường, chỗ này có một bức tường. Không biết hình như chủ nhà hách não mình hay sao các bạn, chứ chỗ này sao qua đúng không? Ui à, chỗ này sao mà nhảy lên phía trên kia được? À, mình có cách đó các bạn, là nhảy kẹp tường nha. Các bạn nhảy kẹp tường là mình sẽ đi lên phía trên được. Đó. Đây để mình dẫn đầu cho, để mình dẫn đầu khúc này mình biết. Đó. Giờ là nhảy vô cái khẩu đại bác này bay lên đây. Yeah. Wow. Đẹp ghê các bạn ơi. Đây, cái công viên nước thứ hai hả? Cái công viên thứ hai các bạn, cái công viên dưới là công viên nước, còn công viên này là công viên mây. Thấy mây quá trời, là bên đây có mấy bán nước đồ nữa nè. Rồi bây giờ chúng ta lên phía trên kia nha. Phía trên đây còn một cái tầng nữa các bạn. À, hết rồi. À, chỗ này là cái chỗ mê cung này các bạn. Rồi giờ mình sẽ vô mê cung thử ha. Ôi, vô đây là rối luôn các bạn. À, có mấy cái khối nè. Có mấy cái khối hình như để mình bắt cua lên trên các bạn. Bắt cua lên trên. Ôi, mê cung đã khó rồi mà phải bắt cua nữa các bạn. Tại vì bắt cua trong này dễ bị cụm đầu. Ây da, vừa nói rớt xuống dưới đáy luôn rồi. Dễ bị cụm đầu ở phía trên trần nhà. Đó, là cho nên là biến thành nhân vật nhỏ nha. Hãy từ từ thôi các bạn ơi. Lên nè. Còn mấy khối nó lại lên thôi các bạn. Mình rút ngắn chỗ đây rồi á. Chứ tay mình nhảy nãy giờ cả tiếng đồng hồ các bạn. Ôi, lên được rồi nè. Ghế dành cho người chiến thắng này các bạn ơi. Lên. Dành cái ghế này các bạn. Đây là team của mình đã bắt cua hoàn thành xong cái ngôi nhà của oppa Hàn Quốc rồi nha. Rồi, bạn nào mà có muốn mình review nhà nào, hay là nhà nào muốn mình review, hãy comment bên dưới nha các bạn. Rồi, đây là khung cảnh phía trên này các bạn. Để mình selfie một tấm hình ở chỗ đây nha. Ôi, đẹp chưa kìa. Trước khi đến phần tặng quà thì xem hôm nay có gì mới nha các bạn ơi. Để mình vào trong cửa hàng nè. Trong cửa hàng, ui, có một bộ đồ đá banh mới nè các bạn ơi. Ui, bộ đồ cờ đỏ sao vàng nè. Áo thun đỏ sao vàng các bạn. Áo thun trắng mặt trời. Và áo thun xanh mặt trăng. Ui, áo mặt trời, áo mặt trăng và áo cờ đỏ sao vàng ha. Ui, mỗi combo 3 bộ này 50k nha các bạn, 50k. Còn mua lẻ thì 24k một cái nè. Ui, áo cờ đỏ sao vàng nè, Việt Nam bãi đỉnh nha các bạn. Ôi, có bộ đồ mới gì nữa không ta? Đây, nông dân các bạn, nông dân cô đơn. Ui, chắc mình phải mua bộ đồ này quá à. Ngầu thế ta. Ôi, nguyên một bộ đồ này mà mắc quá các bạn ơi, 150 lần các bạn ơi. Ủa, cái bộ đồ bò giận dữ này 7 ngày nữa mới hết hạn các bạn, lâu quá nhờ. Không hết hạn đi để ra bộ đồ mới các bạn. Mình đang đợi bộ đồ tuần lộc thôi nha, bộ đồ tuần lộc này các bạn. Bộ đồ tuần lộc này mà ra là rất là đẹp luôn á, mà mình mua liền đấy. giờ mà chưa có luôn rồi. Ở trong phần tin tức nữa các bạn, trong phần tin tức nữa thì có một cái đào kho báu nha. Hôm nay là chủ nhật cho nên là có kho báu từ lúc 3 giờ tới đến lúc 9 giờ nha các bạn. Nhưng mà bộ đồ kho báu này cũ rồi các bạn ơi, bây giờ xong thay bộ đồ kho báu mới là Noel chẳng hạn các bạn, hoặc là bộ đồ gấu gì đó. Còn gấu trúc nè là chưa ra các bạn, gấu trúc nè. Còn mấy bộ đồ Noel nữa các bạn ơi mà chưa ra, chắc hết bữa là đào kho báu nó ra bộ đồ Noel nha. Hoặc là bộ đồ đi săn cá các bạn, có một bộ đồ săn cá nữa. Rồi đến đọc bình luận và tặng quà ha. Đầu tiên là comment của bạn Quỳnh Như nha. Chúc anh đạt được 10.000 người đăng ký. Em chúc anh mau lên 20k người đăng ký hả. Ngày càng đẹp trai, thành công, có nhiều sức khỏe hả. Có một mùa Noel vui vẻ bên gia đình, bạn bè. Câu được nhiều cái hiếm trong game. Ôi hồi nãy anh câu quá trời cá sấu mini luôn ấy. Và được nhiều bạn bè thả sao tim cho anh. Mong được tặng áo xanh dương à. Tên à, ok tên bạn này có ký tự đặc biệt nè. Biết là tìm được ông ta. Rồi em comment nhiều rồi mà chưa được tặng quà. Ok hôm nay thì em sẽ được tặng quà luôn ha. Ở trong phần bạn bè nè, tên của bạn này. Ôi tìm được luôn nè. Rồi tặng cho bạn này một áo màu xanh dương nha các bạn. Áo màu xanh dương là xanh nước biển đúng không. Rồi tặng em một cái áo Noel ấm áp luôn nha. Chúc em và gia đình sức khỏe và Noel vui vẻ luôn. Rồi tiếp theo là comment của bạn Đức Lê Quang nha. Em chúc anh một ngày Noel vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe trong mùa dịch Covid này và may mắn trong công việc của mình. Sớm đạt 20k sub nha. Mong anh tặng em áo xanh lá. Tên game là Đức2211. Em chưa lên TV lần nào. Ôi rồi bây giờ em sẽ được lên TV, lên màn hình nha. Rồi bạn Đức2211 nha các bạn. Rồi bạn này Thư nè, một cái áo màu xanh lá đúng không. Rồi tặng em một cái áo Noel ấm áp luôn. Bây giờ chỗ nào cũng lạnh đó các bạn ơi. Cảm giác cái không khí lạnh nó tới rồi ha. Noel tới nơi rồi. Rồi cảm ơn bạn Đức Lê Quang luôn nha. Chúc em và gia đình ấm áp vui vẻ Noel sức khỏe luôn nha. Rồi comment của bạn Lan Phạm nè. Wow chúc mừng anh đã đạt được 10.000 người đăng ký. Theo dõi anh từ lúc làm video tới giờ cuối cùng cũng được lên 10.000. Chúc kênh của anh ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích hơn nhé. Mãi mãi ủng hộ anh hả. Em tên AGPP. Em comment nhiều rồi mà không thấy anh tặng quà. Em thất vọng lắm. Mong lần này đừng lên TV. Ok lần này em sẽ được lên TV nha. Tại vì anh chọn comment có rất là nhiều bạn comment cho nên là anh chọn chỉ là chọn ngẫu nhiên thôi. Chứ sao mà anh sẽ có thể tặng hết quà cho các bạn được đúng không. Tặng hết quà cho các bạn thì anh sạc nghiệp trở về con số 0. Đúng không các bạn, nghĩ sao mình có thể tặng quà. Ôi mà bạn này không comment là chi tiết là quà nào ha. Thôi tặng em một cái áo màu xanh lá cây nha. Rồi tặng em một cái áo Noel ấm áp. Cho nên là mấy bạn thông cảm giùm mình. Một ngày mình chỉ tặng được 3-4 bạn thôi. Chứ không có tặng hết cho mấy bạn được. Tặng hết cho mấy bạn thì chịu sao nổi đúng không nào. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi đó là những bạn mà đã được nhận quà ngày hôm nay nha các bạn. Và bản tiếp tục thôi, các bạn comment một cái câu comment gì đó và tên các bạn. Và nhớ để cái phần quà các bạn muốn nha. Áo màu xanh lá cây hay màu dương, xanh dương gì đó để comment dưới mình mới biết được. Và phải có cái tên in game đó nha. Đây là bộ đồ Việt Nam hồi sáng nay nè các bạn ơi. Của bạn Mẫn đang mang nè, bạn Mẫn đã mua rồi nè. Đấy, cũng đẹp đấy các bạn nhờ. Cũng đẹp ghê, cũng đẹp ghê. Còn đây là cái bạn mặc đồ nhà tù nè. Của đào kho báu ngày hôm nay nè. Bạn nào mà đào được thì sẽ mặc đồ nhà tù giống cái bạn này nha. Đó, bạn Quay Quay nè. Bạn BB Quạo nè. Đó, bộ đồ nhà tù đào kho báu nha các bạn. Mình nghĩ là sắp tới sẽ tuần sau sẽ đào kho báu cái trang phục mới đấy. Rồi bạn nào thích bộ đồ Việt Nam thì mua nha, 25k. Mình thì đang đợi bộ đồ Tường Lộc thôi các bạn, mình đang đợi bộ đồ Tường Lộc. Rồi, cảm ơn các bạn và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Bye bye.